Xin chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel Làm Mẹ. Đây là kênh sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt hành trình mang thai, sinh đẻ và nuôi dạy con cái nhờ vào những chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa chính là mình đây. Dinh dưỡng trong quá trình mang thai đối với mẹ đây là một vấn đề hết sức là quan trọng, cần được tất cả các ông bố và mẹ quan tâm, bởi mẹ ăn gì thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thai nhi, đến sự phát triển về thể chất cũng như là trí tuệ của em bé. Và để các mẹ không phải đau đầu suy nghĩ về hôm nay mình ăn gì hay những vấn đề gì về các món ăn, thì mình sẽ tổng hợp chia sẻ cho chị em rằng top 15 thực phẩm tốt nhất dành cho bà bầu để mẹ khỏe, con thông minh khỏe mạnh từ trong bụng. Các mẹ nhớ theo dõi hết video này nhé. Trước tiên, thực phẩm số 1 mình muốn chia sẻ đó chính là thịt đỏ. Thịt đỏ có trong thịt bò và thịt lợn. Đây là một nguồn protein chất lượng cao và giàu sắt, choline, các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B, và tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng trong thai kỳ. Các loại thịt này thì các mẹ bầu chúng ta nên ăn thịt nạc và nên tăng cường ăn kèm cùng với các thực phẩm giàu vitamin C để tăng cường hấp thụ dinh dưỡng, chất sắt có trong các loại thịt màu đỏ. Thứ hai, loại thịt gia cầm có trong thịt gà, vịt thì rất là giàu protein, các khoáng chất sắt, canxi, vitamin A, D, B giúp mẹ bổ sung dinh dưỡng. Và trong thịt gà thì chứa nhiều lượng sắt lớn và tạo ra tế bào màu đỏ giúp mẹ có đủ máu và đủ oxy cho cơ thể và cung cấp cho bé ổn định phát triển. Thứ ba đó chính là trứng. Trứng và các loại trứng, đây là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng và là một cách tuyệt vời để tăng lượng dinh dưỡng tổng thể cho phụ nữ mang thai. Đồng thời thì chúng chứa nhiều choline và các chất dinh dưỡng thiết yếu cần thiết cho sức khỏe và sự phát triển não bộ của thai nhi. Các mẹ có thể lựa chọn trứng gà, vịt, trứng cút, trứng ngỗng. Và chúng ta nên ưu tiên trứng gà trước tiên. Và thứ tư đó chính là cá hồi. Cá hồi đây là một siêu thực phẩm dành cho mẹ bầu bởi vì nó chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin A, B, D, các khoáng chất như canxi, kẽm. Và đây là một nguồn EPA, DHA rất quan trọng cho sự phát triển trí não và thị lực ở thai nhi. Tuy nhiên thì với cá hồi các mẹ nên ăn dưới 350g trên một tuần để đảm bảo sức khỏe, bởi vì trong cá hồi cũng có một lượng thủy ngân nhất định. Và tiếp theo đó chính là cá chép. Cá chép thì đây là món thực phẩm tốt, ngon, bổ dành cho các mẹ bầu. Có công dụng lợi tiểu, tốt cho hệ tiêu hóa và rất là lành tính. Và món cá chép an thai thì đây là rất là tốt cho mẹ và có tác dụng lợi sữa. Và thứ sáu đó chính là bông cải xanh và các loại rau xanh đậm như cải xoăn, cải bó xôi. Thì những loại rau này thì chứa rất là nhiều dinh dưỡng có lợi cho mẹ bầu. Vitamin C giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch, giúp chống khỏi được một số bệnh thông thường như cảm cúm. Và canxi thì tốt cho xương. Chất xơ có trong các loại rau thì giúp mẹ tiêu hóa dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón. Đặc biệt chất sắt có nhiều trong các loại rau này thì giúp tăng cường tế bào máu cho bé và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh. Loại thực phẩm thứ 7 đó chính là măng tây. Măng tây thì đây là một loại rau thần dược bởi chứa nhiều dinh dưỡng, chất xơ, đạm, vitamin và đặc biệt là lượng axit folic lớn, và có thể ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh và tốt cho bé trong phát triển trí não, trí tuệ. Thứ 8 đó chính là đậu lăng và các loại cây họ đậu. Thì đây là một nguồn tuyệt vời của chất folic, chất xơ và nhiều nguồn dinh dưỡng khác. Có thể kể đến như đậu xanh, đậu đỏ, đậu Hà Lan và đậu lành, đậu phộng đều rất là tốt cho mẹ. Thứ 9, loại thực phẩm thứ 9 đó chính là hạt óc chó và các loại hạt khác như hạnh nhân, hạt bí đỏ, hạt dẻ.
thì đây là những nguồn thực phẩm dồi dào sắt và đặc biệt là nhiều axit béo omega 3, rất là tốt cho mẹ trong vấn đề ngăn ngừa thiếu máu và tốt cho não bộ của em bé. Thứ 10 đó chính là các loại trái cây cam, quýt, những loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ, vitamin, các chất chống oxy hóa, giúp mẹ tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cũng như là cung cấp thêm cho mẹ một lượng nước dồi dào trong quá trình mang thai. Thứ 11 đó chính là quả bơ. Thì quả bơ chứa một lượng axit béo không bão hòa rất là tốt cho cơ thể. Cùng với đó thì nhiều nguồn chất xơ, các chất dinh dưỡng như folic, kali thì đều rất là tốt cho mẹ, giúp cải thiện sức khỏe của mẹ và tăng cường nhiều dinh dưỡng cho bé. Loại thực phẩm thứ 12 đó chính là khoai lang. Thì đây là một nguồn thực phẩm giàu tiền vitamin A, rất là tuyệt vời cho mẹ. Vitamin A thì rất là quan trọng để bé yêu phát triển, lại còn cung cấp nhiều dinh dưỡng chống táo bón hiệu quả cho các mẹ bầu. Thứ 13 đó chính là quả chuối. Quả chuối chứa một lượng canxi, lượng kali, tinh bột dồi dào và cung cấp cho mẹ một nguồn năng lượng và giúp mẹ làm giảm cảm giác buồn nôn trong giai đoạn thai nghén và giúp mẹ có một giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Thứ 14 đó chính là sữa chua. Sữa chua thì mang lại rất là nhiều lợi ích đối với sức khỏe, làm đẹp cho chị em và lại giàu canxi, rất là dễ ăn, thơm ngon. Do vậy thì các mẹ bầu nên ăn nhiều sữa chua trong giai đoạn mang thai nhé. Và thứ 15 cuối cùng đó chính là một loại rất là quen thuộc hàng ngày, đó chính là nước. Quan trọng, rất quan trọng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là với bà bầu, thì giúp mẹ tái tạo tế bào mới, thanh lọc cơ thể và tạo và duy trì một lượng nước ối ổn định. Đây là môi trường để cho em bé phát triển. Như vậy thì các mẹ nên nhớ là cần bổ sung nhiều nước cho cơ thể, nhất là khi mang thai nhé. Và kết luận tóm lại thì mình đã chia sẻ cho chị em về top 15 thực phẩm tốt nhất dành cho bà bầu để giúp mẹ khỏe, em bé khỏe, thông minh từ trong bụng. Các mẹ thì chúng ta không cần quá khắt khe về vấn đề ăn uống, nhưng mà chúng ta cũng nên biết lựa chọn những thực phẩm có lợi tốt cho em bé và mẹ. Và mẹ nên chia các bữa chia trong ngày thành nhiều bữa ăn nhỏ. Như vậy thì mẹ sẽ nạp thức ăn vào cơ thể từ từ và mẹ lại không bị đói. Và như vậy thì sẽ không phải quá lo sợ về vấn đề tăng cân. Và quan trọng là bên cạnh vấn đề ăn uống, sinh hoạt thì mẹ cần giữ cho mình một tâm trạng tốt. Mẹ vui, mẹ khỏe thì em bé mới hạnh phúc, khỏe mạnh được, không phải không ạ? Bây giờ thì nếu các mẹ còn câu hỏi gì hay quan tâm đến vấn đề gì thì vui lòng để lại dưới comment nhé. Đừng quên để cập nhật nhiều thông tin bổ ích nhất, mới nhất về làm mẹ, mang thai, sinh đẻ thì hãy đăng ký kênh Làm Mẹ Của Mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người ở những video kế tiếp. Bye bye!